tâm trạng của mình ở ngoài và cái nhân vật đó, khi mình diễn nó mình cảm như thế nào để mình diễn xuất? Xin cảm ơn anh chị. Trong ảnh thì thật sự là khi tham gia vào cái dự án này, mỗi một lần mà mình bước ra set quay thì mình đã được nhớ lại cái đường dây tâm lý của nhân vật trước đó, và nó như một cái sợi chỉ xuyên suốt, mặc dù là cái bối cảnh quay nó có lộn xộn rất là nhiều tập với nhau, nhưng mà bao giờ mình cũng đặt mình trong cái nhân vật như vậy tại cái thời điểm đó thì cái cách hành xử của mình như thế nào. Và mình có một cái may mắn là mình có một cái người bạn diễn đó là anh Thái Hòa, có một cái sự phối hợp và cái bối cảnh của phim trường hay là cái cảnh quay lẫn cái sự phối hợp ăn ý và tập luyện của bạn diễn nó khiến cho Hồng Ánh chưa bao giờ mình nghĩ mình là Hồng Ánh cả, và mình nghĩ mình là bạn. Và ngay cả khi mình mặc cái bộ đồ của nhân vật vào, đây là cái vai diễn mà nếu như mọi người xem Tiệc Trăng Máu thì qua cái bài hạng này nó khác hẳn 100%. Mình chưa bao giờ được đánh một cái gì nó đẹp đẽ, đầu tóc lúc nào cũng tất tả úi xùi, và mỗi một cái lời mình thoại ra thì mình nghĩ đó là nhân vật nói. Mình nhìn ông Lộc, mình cũng đặt rất là nhiều những cái câu hỏi và những cái tâm sự của một cái người phụ nữ như vậy. Cho nên là với cái bộ phim này thì anh thấy là mỗi một cái lời nhân vật nói ra nó giống như là cái hơi thở trong cái đời sống, nó rất là tự nhiên, và thậm chí là nhiều lúc mà mình ức và mình khóc rất là nhiều một cách rất là tức tưởi. Cái phân đoạn vừa rồi mà lúc mà cô Hạnh của nó cũng bị trầm cảm ở những cái cảnh quay đầu, là mới vừa nói một câu đầu đó là mình đã khóc rồi, thì đạo diễn có nói là chị phải cố gắng chị kìm lại giùm em, tại vì bà khá là giận nhưng mà nó phải nuốt vào trong. Cái trường đoạn này rất là dài, cho nên đến khi mà chị dùng đóng nắm thuốc ra thì mọi thứ nó mới vỡ hòa. Chứ còn cái cảm xúc của Ánh như khi nói một cái câu đầu tiên là đã nghĩ tới bao nhiêu cái chuyện đã làm cho mình là mình đã khóc rồi. Thật sự là mình xem lại, mình cũng xem với tư cách là mình đang nhìn cái câu chuyện của bà Hạnh, và mình cảm thấy rất là thương cho cái cô này, và thương cho vì mình là khán giả, mình đứng lùi ra ngoài, mình xem và mình hiểu được ông Ngọc nữa. Cho nên hai cái cảm giác đó nó cộng dồn lại, mình vừa xem với tư cách là khán giả, vừa với tư cách là mình là nhân vật Hạnh, cho nên mình cảm thấy rất là xúc động với cái câu chuyện của vợ chồng. Dạ, chị xúc động thì mọi người hiểu được, tại vì phụ nữ đôi phần cũng có sự nhạy cảm, cảm xúc đúng không? Còn với anh Ngọc, anh Hòa, vì sao hồi nãy em thấy anh đang lấy anh xài hết bịch khăn giấy của chị Hồng Ánh vậy anh? Khóc. Vì sao khóc? Em nghĩ anh phải là một người rất là mạnh mẽ, cứng rắn khi mà theo dõi lại cái trích đoạn của chị. Anh nghĩ là khóc trước mà, khóc trước mọi người đây. Tại vì mình biết cái câu chuyện rồi, mình biết cái đó là thời điểm nào rồi, biết nhưng mình hiểu là cái nhân vật gây ra cho cái nhân vật Hạnh thì bao nhiêu chuyện rồi, ở chỗ đó nó cũng dồn nén nhiều lắm nên không còn nhiều thì Hồng Ánh trả lời hết rồi. Có một cái điều mình rất là bất ngờ và thú vị khi tham gia cái dự án này, khi mà làm việc được với anh Thái Hòa thì hồi nào giờ thì mình cứ suy nghĩ anh là một người rất là vui vẻ, thì vui vẻ anh cũng rất là vui vẻ, ngoài những lúc vào nhân vật thôi thì anh là một cái người gây ra cái tiếng cười nhiều nhất trong đoàn. Nhưng mà mình phát hiện là mình anh ấy là người rất là tình cảm, ở ngoài bọc ra như thế nào mình không biết, nhưng mà mình thấy anh rất là tình cảm, mặc dù anh rất là nóng tính, anh rất là cọc tính. Không biết là bà xã của anh có thấy vậy hay không, nhưng mà nhiều lúc mình nhìn ảnh không vào được nhân vật á, ảnh đi ra ngoài ảnh tự ảnh câu có với bản thân mình, ảnh cũng có nhiều cái đáng sợ lắm, nhưng mà mình hiểu được, mình biết được là coi vậy thôi chứ yếu đuối lắm. Cho nên là cái nhân vật Ngọc là cái nhân vật lôi đúng cái phần yếu đuối của anh Thái Hòa trong phim. Đúng không anh Hòa? Chị nói gì anh chị đúng không? Không, anh chưa là hết. Thì đúng vậy vậy. Có một lần quay một cảnh á, mà Thảo với anh Hòa có vẻ hơi không có mút với nhau lắm á.
mình thì cứ muốn vậy nhưng mà ảnh không, chưa có vào được thì ảnh không thoải mái. Xong rồi có vẻ là ảnh cũng biết mình hơi buồn buồn hay sao ấy, nhận giận hay sao á. Xong cái ảnh mới ra ảnh hỏi, bắt cái ghế ngồi kế bên, ảnh hỏi là Thảo, em thấy anh tính cách anh sao? Khi mình mới nói là anh cọc quá à. Xong khi ảnh mới nói kiểu sau câu nói này mình biết sau này mình cần phải làm gì luôn. Anh nói là tính anh nó làm sao á. Thật ra những lúc như vậy là anh rất là cần em lại gần anh, nói cho anh biết. Nhưng mà anh cứ đẩy em ra, cái tính anh là vậy á. Nhưng mà anh không phải là nói với cái tình cảm như mình nói đâu, mà anh nói không ngon. Và sau cái câu nói đó thì mình dẫn đồng với chuyện đó là ôi mình đừng có sợ gì hết á, mình cứ lì thôi. Khi nào ví dụ mình thấy anh với mình ra không chung cái điểm này chẳng hạn, thì mình cứ lì tới khi nào anh chịu không nổi mà thôi, anh làm cho mình. Đó là do là câu nói của anh. Anh có nhớ anh nói em ở chỗ nào không? Ở phim trường, ở nhà của ông Ngọc đúng không? Ở nhà ông Lân, à, nhìn nhớ lộn rồi. Chắc cũng nói nhiều chỗ rồi nhớ. Cái tính mình đó là không biết sao vì là cái lúc mà mình cần người ta giúp đỡ, người ta tới thì mình lúc nào cũng đẩy ra hết trơn. Cũng giống như lúc mà bạn hỏi mình rất muốn trả lời, mình không trả lời được. Nên không cứ hỏi tiếp rồi không anh trả lời giùm. Có một cái lần mà tụi em quay cái bối cảnh cái chỗ nhà bị cháy á, thì có cái một phân đoạn của trong phim này, cái phân đoạn từ 6 trang là tụi em quay từ sáng, cũng như cái một ngày á chỉ có một phân đoạn duy nhất đó thôi. Thì lúc đó em lên make up thì thấy anh Hoài đang nằm và khóc, ngủ với mọi người, anh ngủ với mình khóc. Thì có một cái điều mà em tất cả người sau bộ phim này cả em biết rồi, rất ủng hộ ảnh, nghĩa là ảnh sống qua cái nhân vật nhiều hơn là ảnh thấy mọi người ở ngoài luôn. Một ngày từ sáng sớm mở mắt ra, thậm chí về khi ngủ ảnh vẫn đau đớn, ảnh vẫn khóc, ảnh vẫn ôm kịch bản và ảnh vẫn mày mò ảnh coi kịch bản tới 4 giờ sáng. Mà khi có khi là 6 giờ sáng có mặt ở chỗ quay, mà quay đâu có gần nhà đâu, quay rất là xa. Cho nên là có nhiều lời em thấy chị Thảo đó là hồi anh ngủ đi, anh ngủ mai lên xét anh tập kịch bản cũng được, nhưng mà không, ảnh luôn luôn về nhà tìm tòi. Và giống như là em nghĩ là ảnh làm cho tụi em có nhiều cảm hứng á, nghĩa là tụi em tin mình là báu, tụi em tin tụi em là anh em trong gia đình, và cũng phải cảm ơn Thái Hòa rất là nhiều. Như vậy thì cũng để thấy được cái sự nhiệt tâm cũng như là cái sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ, mà họ hóa thân hết mình trong một cái vai